Hi, mình là Ngọc Vy, rất vui được gặp lại các bạn trên X Channel. Và trong video hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục game. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game cũng khá là đơn giản nhưng lại tạo thành một cơn sốt không hề nhỏ, đó là Swipe Rule. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ vào game nha. Bây giờ chúng ta sẽ xem hướng dẫn nha. Các bạn có thể thấy là ở đây nó sẽ có những cái mũi tên trên cái khối hộp này, nó sẽ có mũi tên và cái khối hộp này thì nó sẽ đổi màu nhé. Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta chỉ cần vuốt ngược chiều với mũi tên đó thôi. Các bạn có thể vuốt qua đây hoặc là qua đây. Đấy. Đấy. Và trong trường hợp vừa rồi các bạn có thể thấy là bốn mũi tên là bốn chiều khác nhau hết, thì lúc đó nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đừng nhấn vào màn hình để cho nó qua luôn. Đấy, đấy. Đấy, dàn hàng bỏ qua. Đấy, bỏ qua. Và đây là một trường hợp mà các bạn phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì cái mũi tên này nó cũng nằm trên cái góc này nhưng mà nó lại quay lên đây, cho nên là nếu mà chúng ta muốn vuốt thì chúng ta phải vuốt chiều ngược lại là xuống đây. Chắc là các bạn đã nắm được luật chơi rồi đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Đấy, chiều ngược lại, ngược lại, ngược lại, ngược lại. Các bạn thấy là sẽ có một cái thanh thời gian ở trên, và cái thanh thời gian này nó chạy rất là nhanh, kiểu là e một phát là hết giờ. Thử làm một lần nữa nhé. Đấy, các bạn thấy là thời gian liên tục giảm, trong khi đó thì mũi tên cũng liên tục thay đổi. Rồi đã vậy, cái khói này nó cũng thay đổi màu sắc nữa, rất là dễ làm cho chúng ta bị mù màu và rối mắt. Chúng ta làm nào? Đấy. Hí hí. Thật là xúc xích. Vừa rồi, lại là một điểm lừa tình của nó nữa. Đây, các bạn có thể thấy là cái điểm thua vừa rồi của mình. Nhìn sơ qua thì chúng ta cứ tưởng là bốn cái là bốn chiều khác nhau không cần bấm, nhưng mà thật ra là hai cái này nó cùng chiều với nhau này. Nói chung là rất là dễ rối mắt. Thử lại lần nữa nhé. Có là nào. Đấy, bỏ qua, bỏ qua. Lên. 41 điểm cũng không gà lắm. Có tiến bộ hơn so với những tựa game trước đây. Thật ra thì cái tựa game này nó gây hot đến mức là mình đã thấy nó trên một cái trang Facebook ở nước ngoài, và có rất là nhiều người quan tâm video chơi game, có rất là nhiều người comment. Và cái video của người chơi đó thì đạt được 50 điểm. Mình rất là hớn hở. Và trên điện thoại của mình thì mình đã vượt qua con số 50, được khoảng 57 điểm. Vừa hí hửng lên định khoe thì thấy một thằng kia nó post cái hình 400 mấy. Thế là bé đành lặng im. Một lần cuối. Xuống, lên xuống, lên xuống. Những bạn nào mà có kinh nghiệm lên xuống thường xuyên thì chơi game này sẽ rất là giỏi. Nói vậy thôi. Cú này phải rất là nhanh tay, nếu không thì nó sẽ hết giờ. Á quá, mình định vuốt lên mà. Nãy giờ nhiều cái cuối lắm rồi, bây giờ là một cái cuối chốt luôn này. Xem nào. Wow, cuối cùng thì vẫn không được 50 điểm, nhưng mà tạm chấp nhận điểm cao nhất là 41. Thật ra thì trên điện thoại của mình được 57 điểm cơ. Không tin hả? Các bạn hãy chơi điểm cao hơn, sau đó quay trở lại đây comment nhé. Còn mình thì mình cũng sẽ cài tiếp để có thể có điểm cao hơn nữa và chạy đua với các bạn. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích đừng quên like và subscribe channel. Những bạn nào mà đã comment những cái tựa game mà yêu cầu mình thực hiện trong những video lần trước thì hy vọng là các bạn có thể bỏ chút thời gian để comment lại một lần nữa. Bởi vì thật ra thì mình có lưu lại nhưng mà không biết bây giờ nó trôi đi đâu mất rồi. Rất cảm ơn các bạn đã hợp tác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.